Đây là cái rễ mình ghép các bạn. Mình ghép bằng 502. Xong rồi cái bò mình chẻ đôi ra mình áp lên đây. Mình thấy nó vẫn còn xanh nữa. Không biết mấy ngày tao quên tiêu rồi. Nó đầu óc chờ giống như không biết chứa cái gì trong đó. Nhưng mình thấy nó vẫn còn xanh các bạn. Mình hy vọng rất là nhiều. Không, không hy vọng lắm đâu. Nhưng mà thấy nó có vẻ ổn. Tại vì mà khi mà mình ghép cái kiểu này các bạn, ghép cái kiểu mà cắt bo dài ra nhìn. Thì cái mặt tiếp xúc của cái bo này nè, nó rất là cao. Khi mình chấm keo thì nó sẽ không không bị lan hết đâu. Ví dụ như chấm đầu này thì ở giữa nó vẫn còn, nó dính. Nó ghép có vẻ nó ổn hơn. Không biết nó dính không chứ thấy nó xanh mà không biết nó dính không. Dính không vài bữa nó biết mình không thúi. Ừ. Tại cái cũ này nó cũng sida lắm, nó cũng đâu có cái sung giống như mấy cũ kia đâu. Tại vì cũ này không biết chồng nó sống không. Hôm trước là cái cũ này bạn biết không, hôm trước mình để quên ngoài nắng, để quên ngoài nắng phơi giống như phơi củi vậy, cầm lên á mà nó nóng, mà nóng nóng chịu không được luôn á, nên là mình nghĩ chắc cái cũ này chắc nó chết á. Nên mình kiểu này giống như mình làm bừa máu thôi. Nó sống nhưng mà khi mình cắt ra nó vẫn còn nhựa bình thường, nên chắc nó nghĩ nó không sao. Này cũng lâu rồi chứ đúng không, cũng 4 5 ngày rồi đó mà thấy nó xanh lè nữa. Sống đi con, vài bữa mày ra rễ cho nó ngon rồi tao mừng chắc hết lớn luôn á, giờ còn lớn luôn nữa hết.